Ôi trời, cái cây cúc rin hương này nó chầm chầm rồi này. Cúc long nha nè. Trời, rực rực hết rồi. Bông chầm chầm. Quay giờ mưa dữ quá nữa. Nó bị bẹt cánh rồi. Trời nắng nhìn nó đẹp lắm. Trời nắng nhìn cái cánh nó không có bị bẹt á, làm thấy được đầy đủ nét của nó. Cái này do thay vào chậu cách đây mấy tháng cho nên là năm nay thì thè ra cho cái lọc non nó hấp thụ dinh dưỡng cây nữa, đưa lên nuôi cây. Chứ bình thường là cây muốn nó đạt bông thì mình ra cứ ra lọc là mình bấm bấm lọc là dinh dưỡng nó tập trung cho cái nụ búp, làm bông nó sẽ to và nó dinh dình hơn. Còn cây mình đang nuôi thì mình muốn giữ cây nha nè. Mình muốn giữ cây cho nên là phải đỡ cho cái lọc lá rồi nó cứ ra tự nhiên. Chưa cho lọc cho hoa y bài luôn rồi nè. Bông to thơm, bông chùm nữa. Không, bông to. Gốc đỡ đẹp. Tây tán luôn. Rực. Trời nắng mới thấy được rồi, độ rực của nó hơn nha mọi người. Giờ trời mưa. Trời mưa nhìn màu nó rất bằng đỏ đồ lấy da này này. Thấy chưa? Coi là nếu đứng bên này là mình ngắm là nó đúng hơn. Cái gì nó đá mặt chính tông nó. Giờ mình đang quay xiên này. Cây giống đọc xanh mình nở ghê rồi. Dình dình này. Đó, chính tông nó này. Mình đang đứng lên cao mình quay không thấy được cái vàng lọc non nó rực rỡ chung. Còn cái lầm này sao lầm này là, nó ra đúng tốt luôn, ra đúng ngày đầu năm mới luôn. Cái lùm này mình đang the đất, chưa có chậu thích hợp. Chưa có chậu thích hợp nên mình chưa thay vô. Này đợi chơi hết bông mình mới kiếm chậu lớn mình thay vô. Nó đẹp. Cây form nó đều. Cây cúc này giờ nó bắt đầu nó rừng lên này. Nó chầm chầm tàn chầm bông chầm bông. Cái này có củ nè, củ lớn rồi.
Mang tay em hết luôn, cũng rất lớn. Cái dao đây mình dưỡng lại tiếp, dưỡng lại cho mình nào cái sói ra. Là phải đồn bộ đớ lên cao, nhìn thấy cái giàn cũ khổng lồ nằm bên dưới, lấp đất ồ rất cao, đồn nâng lên luôn. Họ đẹp như này, cánh rất là dày. Cái này chắc không kịp Tết rồi. Mày ra đi vô Nam mày được. Giờ lạc sâu, bây giờ bắt đầu nó mới xì, nó bắt vào tráo, bắt đầu bắt vào tráo. Nó chia sẻ mấy anh em cho anh em xem những cái con mày lão dáng đẹp mình đó. Chú, đúng cục cục hả? Nâu nặng xù già xù xù cháy coi sạch sẽ tay dâm rồi làm kỹ. Đúng rồi, cục cục rồi. Cái này bây giờ chỉ bấm chặn lại thôi, chứ không có ép ghim tàn nữa. Chọn form, chọn tay cành. Cái cúc bonsai nữa này. Không, tay cành nó chống á. Ép vô chậu nhỏ nuôi. Bây giờ là lần thứ hai ép vô chậu nhỏ. Trung thành hả? Trung bonsai nghệ thuật luôn. Cây cúc rinh này nữa. Cúc rinh lớn này thì nhìn nhận cái dàn tay dâm nó này. Lột lá ra nhìn coi nó mới trống nha nè. Còn để lá đỡ ghim, nhiều khi mấy con người ta mới làm đỡ ghim cho nó rậm. Hình ảnh nó bị ăn gian ở phần đó. Còn cây mà tay cành nó thuộc nó trống như thế này chỉ có biết sau khi mà lột lá ra với lại tháo hết kim chi ra là mới thấy được cái độ trống của nó, của cây. Là mình mua nó không bao giờ nó lầm nha nên không bao giờ lầm. Cái này năm nay là mình sẽ bông, mình không có cho nó nở bông, đang trong quá trình nuôi. Muốn tăng cường thêm cái độ khủng của bộ đớ rỡ này nữa. Bông ra nhiều mình ngắt hết, không cho nó đậu. Một cái rồi cái nó to như ngón tay cái rồi lên hết, to như ngón tay cái, nhiều rợ lớn hơn ngón tay cái nữa. Xù đúng chuẩn của nó luôn. Lên trên tay một luôn, đang kéo xù lên trên tay một. Phun chung chung phun rồi. Mấy này là mấy cái mai bonsai đại nha nè. Đây
Đấy, cái cục rinh này cũng vậy, cũng thuộc dòng bonsai đại rồi, không phải tầm trung nữa. Thấy nó lùng vậy thôi, nhưng mà nhìn cái dàn cốt, dàn dâm tây nó cũ quá, xì hết bàn tay ra mới thấy được độ khủng nữa, già khủ luôn. Cái này rẻ tiền hơn. Chờ đi bóng tán theo form tự nhiên, form tự nhiên như ngồi thiên nhiên, như ngồi đẹp nữa. Mấy cái rin mình ngồi đẹp hết, chầm chầm. Không rụng cuống, cuống rất là dài, chỉ có rụng cánh mà. Cái này cái dao này, dao đi trực quyền này, đây là cái mặt chính diện của nó này. Chính diện là lông chậu tứ linh, lông lông quy phụng, rất hợp với cái dáng cây này, vừa phong luôn. Vừa phong đang đổ xuống hình lần 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 cái này là bonsai nhỏ. Đây là bonsai tầm trung. Mấy cái mini này, này. Mày giờ đột xanh, giờ nở bông rồi. Mày giờ cái mưa nhiều quá, hôm qua nay là mưa dầm, làm bẹt cánh hết. Nước nó còn đọng trên cái cánh hoa nữa, làm cánh nó không có được thẳng thốm mà. Nó không có được mấy. Giờ bưu cục bưu điện bây giờ nó hạn chế lại tinh thần đó, địa phương đó nó giao, cho nên là bây giờ mình bị hãm lại mấy cái đây. Nhưng bữa giờ khách đặt nhưng mà cũng không gửi đi được, phải hồi tiền lại đó. Hồi tiền lại này nè, vận chuyển bây giờ nó bóp dữ quá nên mà chỉ giao được khu vực lân cận Bình Định với lại Sài Gòn, Hà Nội thôi. Hai tỉnh thành lớn với lại những cái tỉnh thành lân cận Bình Định là mới giao được. Còn tất cả các tỉnh thành tỉnh lẻ khác thì mình bưu điện ngưng ngồi này, ngưng nhận hàng rồi. Rồi, cái cây mai cúc rinh khủng này nó cũng đã bắt đầu cho bông này. Nước mưa dữ quá, hết cho bông, mưa làm tàn quá này, làm cánh nó không được đẹp này. Cái này anh em muốn mua nuôi liên hệ mình nha, cây cũ đó này. Mua nuôi liên hệ mình, hàng khủng nha anh em. Coi mình đã chọn cho nó được cái chậu rồi, chậu vừa form với nó luôn. Em bữa là con nằm trong chậu xi măng lớn, giờ mình ép ép vô cái chậu form nhỏ hơn. Vừa tròn trềm với cái bộ cũ quanh đỡ rỡ nó luôn. Này nó đùng ra nữa, như dít nó hết cái phần ở đoạn này nó đẹp. Giá trị rất là cao như này.
Bắt đầu là mình nêm sâu làm theo form tự nhiên như nó bấm chặn rồi. Cho nó ra độ dâm nó lâm lên chứ không ép bằng. Rồi sáng nay mình chia sẻ đến đây xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.